Xin quý vị khán giả thưởng cho anh. Xin quý vị khán giả thưởng cho anh. Quá nhẹ nhàng. Ôi. Quá nhẹ nhàng. Ôi. Quá nhẹ nhàng. Các bác trở lại với những nữ đô của chúng ta mà hạng 70kg. Chắc chắn là phải mỡ một tí rồi, chứ còn không có thể eo thon dáng đẹp nữa. Đặng Thùy Linh đến từ Thanh Hóa, nhà vô địch SEA Games của chúng ta đang có mặt ở trước. Đây đều là những trận bán kết, thắng thì sẽ vào chơi các trận chung kết của chiều ngày hôm nay. Độc cô hôm nay sảy chân rơi xuống bảng dưới để tiếp tục moi lên thi đấu ở trận chung kết của chiều. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu ở hạng cân 70kg dành cho các nữ vận động viên Hoàng Ngọc Trinh, đơn vị Thừa Thiên Huế, góc thảm đỏ. Đặng Thị Linh, nhà vô địch của hai kỳ SEA Games, đến từ đoàn thể thao Thanh Hóa, góc thảm xanh. Mời hai vận viên bắt tay nhau. Đặng hai Thị Linh chuẩn bị, tổ trọng tài chuẩn bị trận thi đấu bắt đầu. Quá tuyệt vời. Quá hay. Trận đấu ngày hôm nay đã mắt lắm anh ơi, tuyệt vời luôn bác Phạm Nhượng ạ. Nhìn Linh thần thái thật. Linh cũng xin em trận đấu 2000 thôi các bạn. Chưa người yêu, chưa có chồng. Đỗ Xuân Đập, Đỗ Xuân Đập, đơn vị của giải chúa thầy Ngô Hữu Hòa, Linh Bình chuẩn bị. Có Tân với Long có đánh nha anh nhá. Kèo thứ 211 là sẽ gặp cặp đấu Tân và Long. Trận 211. Vâng, chuẩn bị em Lập chuẩn bị thi đấu rồi anh ạ. Em sẽ phải tí em phải lấy cái tay em dê Lập phát. Hôm nay tập trung của thi đấu nên Lập không phát trực tiếp được, các bác hoan hỉ. Linh đánh vẫn cẩn thận lắm. Gặp đô này khẳng định là không phải đối thủ của nhà vô địch SEA Games đâu. Nhưng mà nhà vô địch của chúng ta vẫn trọng tài rất là hữu tình nhắc cả hai đô thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Trận đấu tiếp tục đề nghị hai vận động viên thi đấu tích cực hơn, dùng các kỹ thuật để thi đấu. Có một cái sự thận trọng không nội đang có. Sở trường của các em là nội dung vật tự do nữ đô chuyển sang thi đấu vật dân tộc đến từ Thanh Hóa. Một vấn đề rất vì khó đã được. Vâng, đang thi đấu trước đàn chị nhà vô địch của hai kỳ SEA Games Đặng Thị Linh đến từ đoàn thể thao Thanh Hóa, vận động viên Hoàng Ngọc Trinh đến từ đoàn thể thao Thừa Thiên Huế đang thi đấu rất tự tin. Thi đấu vật dân tộc khác với thi đấu vật tự do, vật cổ điển. Thi đấu vật tự do và vật cổ điển các vận động viên sẽ thi đấu tính điểm, còn thi đấu vật dân tộc không phải, tính điểm phải zoom lên chỉ chú một ạ. Sơ sẩy nhỏ zoom là lên, không có cơ hội lên để sửa sai. Cho con tay zoom lên thì nó mới nhìn thấy, thế không ai nhìn thấy được. Buổi sáng ngày hôm nay là buổi sáng thứ 5 nữa, chương trình nữa. Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng lần thứ 3 năm 2024 được diễn ra trên quê hương thị xã Sơn Tây. Buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều cuối cùng. Ban tổ chức chúng tôi sẽ tổ chức các trận thi đấu vào lúc 14 giờ. Vậy thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý khách thập phương có chút thời gian và ngọc của mình ra tải giới vật vào lúc 14 giờ để tiếp tục theo dõi cổ vũ động viên cho các đô vật cũng như các nữ vận động viên thi đấu tranh tài ở các trận tranh huy chương đồng và các trận chung kết. Trọng tài nhắc hai vận động viên thi đấu tích cực. Cái đồ hạng 70 cân nên là khá là mỡ. Thank you.
Linh ăn đấy, Linh chuẩn bị ăn đấy. Thực ra những cái đô mà có tên tuổi này đánh miếng nào cũng hay các bạn ạ. Vâng, nhà vô địch của hai kỳ SEA Games Đặng Thị Linh đến từ đoàn thể thao Thanh Hóa cũng đang thi đấu rất vất vả. Trước một vận viên đến từ đoàn thể thao Thừa Thiên Huế. Nào, không anh. 20 dương lịch thì 20 dương lịch thì anh sẽ hai vận động viên đang thi đấu ngang tài ngang sức thể dục thể thao Tân Sơn. Anh có xin thể là cho hai vận viên một tràng pháo tay. Em để cổ vũ động viên cho tinh thần thi đấu của hai vận động viên. Anh hai vận động viên thi đấu tích cực hơn nữa, dùng các kỹ thuật để thi đấu, không bám giữ tay từ quá lâu. 19 anh nhắn lên trên kênh nhá, một bất kể một cái video nào của em, anh cứ nhắn tin cho em ở trong video ấy là em sẽ đọc được. Là 19 thì em sẽ nhắn lại cho anh là có hay không. Bây giờ em chưa nhìn lại lịch anh ạ. Sẽ còn cả hội của đền gióng nữa anh. Hội gióng cũng hay. Cứ nhắn tin vào một cái video nào đó ở trên kênh anh nhá. Vâng, trọng tài nhắc vận động viên trang phục đỏ thi đấu tiêu cực lần thứ nhất, chỉ phòng thủ không tấn công. Tấn công làm sao được? Tấn trận công phát thua ngay. Đỏ tấn công phát thua ngay. Mai chưa có lịch anh Khải ơi. Hết thời gian thi đấu hiệp 1, hai vận động viên nghỉ 1 phút. Mai lại làm video 4K để nghỉ chăm sóc viên đơn vị Thanh Hóa không đúng trang phục. Anh di chuyển ra ngoài. Sáng nay lại quên đăng một cái video rồi, lúc đấy bạn hội đền gióng có giải vật có ngoài trận thi đấu ở hạng cân 54 kg gióng vật dành hay luôn đấy, đô chuẩn bị đấy, huấn luyện viên còn đang chỉ đạo cái món gọi là dúi vai xuống thì cho người ta lao đầu về phía mình là chạy sang sau các bạn ạ. Vật là như thế đấy. Giả vờ kéo cái tay díu cái vai xuống ở đô kia tưởng là lỡ đà là ta sang sau. Anh đứng ở góc hết thời gian nghỉ. Mời hai đô vào thi đấu hiệp 2. Hai đô bắt tay nhau. Hai vận viên chuẩn bị hiệp 2 bắt đầu. Liệu Linh có kết thúc trận đấu ở hiệp 2 này không? Ăn rồi, sáng sau là chết rồi, còn đỡ ra được. Còn... ôi, quá nhẹ nhàng. Còn... ôi, quá nhẹ nhàng cho Linh luôn. Không hề phải cố gắng đâu. Vâng, mời chưa hết 70% sức đâu. Tôi xin công bố kết quả keo mật. Vừa rồi vận động viên trang phục xanh sang sau và dùng kỹ thuật quăng ở lúc 31 giây hiệp thi đấu thứ hai, vận động viên trang phục xanh đơn vị Thanh Hóa thắng cuộc. Một đòn quăng quá là hay. Hay mà anh ơi, Linh đấu miếng nào đánh miếng nào hay miếng đấy mà. Quá đai đỏ. Đặng Thị Linh nhiều hay. Xin phép các bác là em sẽ quay sang chia máy sang Đặng Thị Linh. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu trận chung kết ở hạng cân 70 kg giữa hai vận động viên Đặng Thị Linh đơn vị Thanh Hóa đai đỏ, Hoàng Ngọc Trinh đơn vị Thừa Thiên Huế đai xanh. Hai vận động viên bắt tay nhau. Quá hay. Hai vận động viên chuẩn bị trận đấu. Bắt đầu. Nhìn đô Linh của chúng ta có một cái vỗ hai bả vai giống như cho hệt ông đồ hiếu khổng lồ, rất tự tin để vào thi đấu trận đấu này. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức lễ hội, đơn vị Thanh Hóa đã cử một lực lượng vận động viên gồm các vận động viên nữ và các nam đô về tham dự. Rất hùng hậu và chất lượng. Xong luôn đấy. Với trình độ chuyên môn rất cao. Không thoát được đâu. Mày có thoát được không? Linh lại sang sau. Đẳng cấp SEA Games nó khác. Con này nó bốc ngày. Quá dễ cho Linh luôn.
Xin quý vị khán giả thưởng cho hai. Xin quý vị khán giả thưởng cho hai. Xin quý vị khán giả thưởng cho hai. Quá dễ cho Linh. Kỹ thuật vừa rồi là một kỹ thuật quăng ở nội dung vật cổ điển đã được áp dụng bởi vận động viên nhà vô địch SEA Games Đặng Thị Linh. Như vậy cái tên Đặng Thị Linh giành giải nhất ở hạng cân 70kg. Hoàng Ngọc Trinh, đơn vị Thừa Thiên Huế, đứng thứ hai. Xin chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Thanh Hóa. Không chống được, tự tin đánh như thế mà Linh Oánh. Vâng, vừa rồi quý vị khán giả quá chắc còn đã chứng kiến 4 trận chung kết của các nữ vận động viên đều đến từ đơn vị Thừa Thiên Huế.